Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Van Helsia 2. Mình đang có một khu rừng ở đây để có thể chặt cây lấy gỗ. Và mình cũng đã chế tạo một cây lumber axe hay là cây rìu tiều phu ha các bạn. Có thể chặt một cái là đi hết nguyên một cây luôn. Và để biểu diễn cái nha. Và mấy cái cây này nó sẽ kết nối nhau khi mà nó mọc lên. Lúc đó ta chặt một cái là đi hết nguyên một hàng luôn, sung sướng lắm. Và vô đây, chặt cái này trước và đi hết nguyên cây này nha. Đó. Thấy chưa, đã chưa, đó 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 đó. Và ở trên đó có bao nhiêu đồ rớt ở trển là nó sẽ tự động nó chạy vô người mình hết, tại vì là cái này là món làm bằng sắt, mà sắt thì nó sẽ có từ tính, nó có mắc nét á, thành ra nó sẽ hút vô, lúc đó là khỏe luôn. Giờ để đi vòng coi, hình như cầm cây này là những món đồ rớt dưới đất cũng lụm được luôn á. Giờ cầm thử đó, thấy chưa, tôi nói mà. Các bạn nhìn này nha, quăng xuống đi xa xa, ôi xa dữ vậy. Giờ quăng xuống tuốt ngoài đây coi. Đứng đây nha. Vẫn tới luôn. Và có gì nữa vậy? Tưởng gì đó trên này chứ. Ủa có cái gì đó. Và cái gì đó chín hả? Ủa sao nó mọc ra đây rồi? Là sao? Elderberry. Hay vậy. Bấm cái nó mọc ra ngoài đó luôn. Mature. Lớn rồi nè, mấy trái lớn rồi đó. Elder flower. Và elderberry. Đây luôn, bấm một cái nó chạy ra ngoài. Nó không lấy được cái trái trong đó. Thiệt là thú vị quá đi. Rồi ta quay lại đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện gì vậy? Rồi ta cần phải trồng lại phần này và trồng thêm một hàng nữa. Thì ở đây mình sẽ trồng mỗi một cái hàng như vậy là 2 ô để mình có thể chặt được nhiều gỗ hơn. Và khi nó mọc lên là nó mọc tùm luôn á. Đáng lẽ nên cách nhau cỡ 5 ô đi. Lúc đó nó sẽ rộng rãi hơn, nó không có bị dính chùm như thế này. Rồi giờ ta để mấy cái cây đó ở đó cho nó lớn tiếp, sau này cần có gỗ ra chặt tiếp. Và mở lên coi, mình đang có một đống gỗ luôn nè. Vậy là mấy trăm gỗ là chuyện bình thường. Giờ bỏ vô đây cất. Rồi có cái bông này cất vô đây luôn. Cất này vô. Và ta có dư ở đây là ba cái nâng cấp. Thì mình sẽ cần phải nâng cấp cây cuốc này lên. Tại vì mình muốn có fortune thì phải bắt buộc nâng cấp. Nó dính vô ngay cầu thang á. Giờ ta nâng lên. Đầu tiên là món này trước, Gold Tip. Nó sẽ có shop cấp độ 2. Và shop cấp độ 2 nó sẽ giảm thời gian đào xuống. Và thêm công thức này. Cái này có để đâu được không? Để đâu cũng được hết, miễn sao để vô đầy đủ 4 cục lapis, 4 cục ngọc lưu ly là được. Và ta sẽ có gì đây? Holy và Lucky. Nghe Lucky là thấy vui rồi đó. Lấy xuống, bỏ vô trong này. Multi-break. Multi-break làm gì? Multi-break nhân tốc độ đào lên 1.2 và sát thương cộng 2, tốc độ đánh nha, chứ phải tốc độ đào nha, tốc độ đánh và sát thương tầm xa cộng 2. Giờ lấy mình multi break rồi bỏ cây này lên. Mình sẽ bỏ lapis lazuli vô trong này. Giờ bạn để ý là cái đầu của cây này nè, nó màu trắng, đầu cây này có ngọc lưu ly khảm lên chảnh. Rồi giờ ta coi ở trong đây không có cái phần lucky nha. Và nó có tốc độ đào là 5.12. Bên đây 4.52. Nó giảm xuống chút xíu, tại vì món này làm giảm phải không? Harvest speed nhân 0.9 nhân vô 4.52. Và bây giờ nó có cái Lucky 4, Holy 4. Chơi luôn. Và Enchantability 14, từ 8 lên 14. Và Rarity lên nó giảm xuống còn 19. Rồi construction là ta coi được những cái phần ở bên trong ta gắn vô. Rồi giờ lấy một cái. Giờ để này vô thêm coi. Để này vô thêm một cái là nó sẽ thay đổi, nghĩa là không gắn vô nhiều cái được. Đó, nó thay đổi. Vậy thì thôi, cất xuống. Và cần phải cất cái này đi luôn đi, cất luôn đi. Rồi cái này thì mình sẽ để lại, tùy theo món mà ta sẽ nâng cấp khác nhau. Mở cửa. À khoan, có một cái gold đâu vàng đâu. Để mình cho vô cây búa. Cây búa này, ta coi cây búa. Tốc độ đào là 3. Tốc độ đào ở đây là 9. Gắn vô có vàng lên là nó khác biệt liền, thấy không? Mà nếu ta chơi ngọc lục bảo thì sao? Nó lên được bao nhiêu? Ngọc lục bảo tốc độ đào cũng chỉ có 5 thôi. Nó không ảnh hưởng gì mấy. Giờ quất cái này đi. Quất vô. Xong rồi đó. Mấy món này rất là dễ làm cho nên không có sao hết.
Mình đã đi đào trong thời gian giữa hai tập và đường xuống khu vực đào bới sẽ được ẩn giấu ngay cây Cherry Wood ở đây. Và nhìn xuống thấy ghê chưa? Ghê không? Và nhảy xuống. À, không sao hết. Tại vì có ô nước ngay tại đây nè. Giờ bạn có thể chuyển ô nước lên cao hơn cũng được. Còn không cứ để ngay đó cũng không sao hết trơn hết á. Và nhảy xuống. Thì mình đã đào ra ba đường. Ở đây, ở đây và ở đây. Tại vì cần phải đi về cất bớt mấy cục đá cuội á. Khi chúng ta đào ra rất nhiều đá cuội luôn. Giờ đào ra một cái nha. Wow, đào tốc độ nhanh hơn rồi nè. Quá đã. Và bây giờ cần phải có cái excavator nữa. Là thêm một cây xẻng. Giờ để mình lát nữa làm cây xẻng thêm. Còn bây giờ ta đi đào kim cương. Kim cương đâu? Ở đây có ba cục kim cương. Giờ mình sẽ đập ra bằng cây Lucky. Hãy xem thử ta được bao nhiêu cục từ cái quặng đầu tiên. Và được một cục. Ủa sao kỳ vậy? Chỉ có một cục vậy. Đập ra. Cái này gọi là Lucky á hả? Phải không? Lucky này hơi bị kỳ. Lucky at luck when hell. À when hell thôi. Nghĩa là không phải là fortune. Không phải là fortune. Nghĩa là được may mắn khi cầm trên tay thôi. Nó không phải fortune. Nghĩa là ta sẽ cần phải cường hóa lên rồi đó. Giờ mình đã lỡ đập ba cục rồi. Thôi đập luôn đi. Rồi giờ chỗ này chuyển qua cây búa. Đập ra. Lấy được hết 22 cục redstone. Và hồi nãy khi mình đào á, không biết các bạn có để ý hay không, là khi gặp khoáng sản là cây búa nó sẽ chừa lại, nó không có đào đi luôn ha. Rồi để chạy về phía bên này đi. Bên này vẫn còn đường để đào tiếp nữa. Và có kim cương ở bên đây nè. Đây được 4 cục nữa. Hình như đầu đường đằng kia cũng có nữa. Giờ để đào bên này một cái. Mình đào ra được nhiều khoáng sản lắm. Và ta đào tiếp tới. Ở đây là 176 1 không 497 497 và 497 487 thắp sáng một cái, cách 10 ô thắp sáng một cái và để đào tiếp coi. Ê, giật mình, tưởng rớt xuống The Void chứ. Rồi cây này hư mất tiêu luôn rồi. Giờ cần phải sửa nó để lên đây được không? Không được nha các bạn. Giờ muốn sửa nó thì sẽ cần phải xài cái repair kit. Và cái bộ này là cái bộ tệ nhất luôn á, là bằng gỗ. Và cái khả năng sửa chữa, cái hiệu quả của nó chỉ có 35% thôi. Cho nên xài món này là chỉ xài ít ít là được. Đừng xài nhiều quá, lỗ lắm. Và 35%, vậy cái cây búa mình sửa được bao nhiêu ta coi thử. Không thấy con số độ bền cụ thể thì để coi ta có thể mở lên coi được không. F3 cộng H, mở lên. Và ra cái gì một đống luôn. Và độ bền là 1/591. Rồi bỏ lên trển. Để này vô. Và độ bền bây giờ là nhiêu? 89. Là lên được 88 độ bền. Và bây giờ gì cũng 89. Trong này có một cục thôi hả? Ủa tôi nhớ bỏ hai cục mà. Sao kỳ vậy? Rồi bây giờ sửa một phát lấy hai cục luôn á. Rồi bây giờ nó lên 89 và 88 chứ. Và 133. Thì các bạn thấy đó, nó không có được hiệu quả lắm. Giờ có thể sửa được thôi, còn hiệu quả thì không. Và đào thẳng tới coi. Đào trúng lớp đá vôi rồi. Rồi đi coi thử cái khoáng sản ở đây coi sao gì không có gì hết trơn vậy. Đó, 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 thấy chưa, thấy chưa. Hồi nãy khi mình vừa đào tới trúng được lớp redstone hay lớp đá đỏ ở đây thì nó vẫn giữ lại những cục này mặc dù cây búa đào được nha. Chứ không phải cây búa đào không được, cây búa đào vẫn được nhưng mà nó không đào. Nó chừa lại để khi ta cần phải có fortune hay là may mắn này nọ vô á, lúc đó là ta có thể đập ra lấy được nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải quay về. Với số lượng kim cương mình đang có, mình sẽ làm một bộ repair kit xịn hơn. Nó có 4 cấp độ. Bây giờ cấp độ thứ 2 là làm bằng kim cương. Và món này sẽ sửa được hiệu quả là 40%. 40% luôn á, không ít đâu nha. Và lên cao hơn nữa thì là 45 và 50% thôi. Nó không có được như Tinker Construct. Tinker Construct là tỷ lệ quất một phát là lên hết luôn. Bởi vậy nó không OP bằng. Người ta muốn giảm sức mạnh mấy đồ của mod á mà, chứ gì đâu. Tại vì chơi OP quá. Đồ Tinker mà chế tạo một lần là xài hoài luôn á. Xài cả đời không có bao giờ bỏ được luôn á. Rồi vậy là bây giờ còn đường này nó đi giới thiệu luôn đi. Ở bên đường này thì đi thẳng ra một cái khe vực rất là bự. Và có nhanh thạch thôi. Mình chưa có đi khám phá tiếp. Gì vậy? Có cái gì đó vừa rớt xuống.
Và bên kia ta nhìn thấy có đá đỏ, có rất nhiều khoáng sản luôn, đủ loại khoáng sản hết. Ở chỗ này là bao nhiêu đây? Đây là 136, 136, 126, 126, ngay tại đây. Thắp sáng một cái. Tại chỗ này thấy hơi tối. Giờ ta có thể quay về được rồi đó. Dạ, mình sẽ lấy cục kim cương vừa tìm được để nâng cấp cây cuốc lên. Đặng ta có thể đào được obsidian là hắc diễm thạch. Bây giờ bấm công thức này và làm được một miếng. Để cục kim cương lên, không cần phải tốn nhiều. Ta chỉ làm một cái nâng cấp đơn giản thôi. Thay vì bạn phải tốn tới 3 cục kim cương để làm một cây cuốc chim thì không cần thiết như vậy đâu. Giờ chỉ việc để này lên và để này lên. Cây này harvest level là 3, cấp độ 3. Bây giờ bên này chỉ là cấp độ 2 thôi, giờ phải lên cấp độ 3. Rồi đi ra ngoài múc nước. Rồi mình sẽ để dành riêng một cây này để đào thôi. Rồi ta sẽ cần phải qua đây một cái múc miếng nước. Rồi chạy xuống bên kia thiệt nhanh, đổ nước. Bên dưới đó nham thạch rất nhiều luôn á. Rồi bây giờ làm cái ào xuống nha. Hí. Ui da. Vẫn còn bị nữa. Hồi nãy mình thấy rớt xuống là còn bị sát thương chút xíu, cho nên mình đã nâng cái nước lên. Có thể ta phải nâng lên tới 5 ô á. Rồi giờ để nhìn về phía bên này coi, chắc đi bên đây đi. Bên đây an toàn hơn. Để chạy qua bên này. Bên kia có một cái khu vực mà mấy con quái đứng chển được á, nhiều khi nó thấy mình nó lao xuống dưới nữa, mất công lắm. Ơi da, vừa mới nói an toàn hơn hả cưng? Hello. Giỡn mặt. Ấy da. Rồi xong, xong đời em rồi. Rồi lấy lại, lấy lại. Và đây là một cái hồ nham thạch cũng bự. Và vô thắp sáng. À, bên kia còn Enderman kìa. Lâu lắm mới thấy Enderman đó nha. Đây là Platinum của Silent Mechanism. Rồi bây giờ sẽ phải đào ở đây hả? Thấy nguy hiểm quá vậy. Đào ở đây được không? Giờ để coi tốc độ đào. Tốc độ đào cũng cỡ cây cuốc kim cương khi chưa được cường hóa. Giờ mình sẽ cần phải có 10 cục hắc diễm thạch. Và đào lên. Được rồi đó. Mình đang đào sỏi để tìm miếng chàm đánh lửa. Giờ đào ra. Và nó đâu? À đây rồi. Nó không xuất hiện luôn á. Bữa giờ mình đào cũng rất là nhiều sỏi, nhưng mà nó không rớt một cục nào hết. Bây giờ nó đã rớt một cục. Và mình cũng có 10 cục hắc diễm thạch. Giờ ta sẽ làm miếng này trước. Rồi đi qua đây. Thì trong thời gian giữa hai tập, mình phát hiện là ngay tại ngọn núi mà mình tìm được trong tập đầu tiên, nó có một cái cổng dịch chuyển. Thì ngay tại đây, đây là chỗ ngọn núi, và bấm bay qua. Ta đã tới rồi nè, đẹp chưa? Và nó nằm ẩn giấu sau những cái cây, nhưng mà cũng không có thể nào mà lọt qua được tầm mắt của mình. Rồi mình chạy qua đây là bởi vì mình muốn gắn cánh cửa địa ngục ở bên này. Người ta đi qua địa ngục là phải qua đây, tại vì sau này mình sẽ chuyển về bên đây ở luôn. Mình có một kế hoạch ở khu vực này, cho nên mình chuyển luôn. Và ta đưa lên trên kia đi. Ta lên trên ngọn đồi núi đá. Ta leo lên trển coi. Trên này có rộng rãi, thoáng mát hay không? Để cánh cửa nó gió lùa vô, nó địa ngục thổi lửa ra nóng lắm. Và chỗ này có bộ được này nha. Rồi chắc gắn cánh cửa xuống đây đi. À, chỗ này thì cần phải dọn lại một cái thôi. Rồi ngay tại đó, cỡ cỡ đâu đó bên kia. À, ngay tại đây đi, chúng ta đào ra. Khoan khoan khoan, bậy quá, không có đào ra. Giờ là cần phải gắn đúng chỗ và kích hoạt cái cửa lên thôi. Vô nào, 1 2, 1 2, 3 3, và cứ việc gắn lên cho đủ số. Đây, cửa địa ngục. Mình sẽ dọn cái khu này ra sau để cánh cửa nằm lên phía trên. Bây giờ ta ở đây cầm theo 10 khúc bánh mì đi qua khám phá địa ngục. Dữ dội chưa? Không sợ gì hết luôn. Qua bển khám phá. Và tôi đang ở đâu? Biome of Plenty. Nhìn miếng đất thấy ghê chưa? Và nhìn qua sung sướng. Thật là sung sướng. Vừa qua là thấy ngay và luôn một tòa thành. Dữ dội. Rồi ta cần phải tìm thứ này nè. Qua đây. Mọi người nhớ nhìn xung quanh. Và bên kia có cây cối kìa. Ở đây không phải phiên bản mới nhất đâu nha, phiên bản 1.15.2. Đó là những cái cây của Biome Plenty. Giờ ta cần phải có cấp độ 2 hả? Thôi lấy cấp độ 3 đào đi cho nó chính xác. Cấp độ 3 nè. Và đây là Crimson Iron. Lấy gì?
Cái này là cao cấp hơn hả bạn? Hàng này là chỉ có tìm được ở bên Nether thôi. Và ta làm được gì với nó? Đây là Crimson Iron Ingot. Rồi Crimson Iron Ingot này kết hợp cùng với lại những cái Play Rot, những cái đổ con quỷ lửa và cái con kẹo ma, thì sẽ rớt ra được Crimson Steel, nâng lên một cấp độ mạnh hơn nữa. Và Crimson Steel này ta có thể làm được cái Crimson Repair Kit. Và phải nhắm tới cái đồ xịn nhất thôi. Rồi ngay tại đây là sung sướng luôn á. Nhưng mà khoan, nhớ chỉnh cái đường về trước nha. Nếu không biết đường về là phiền lắm á. Giờ ngay tại đây mình sẽ gọi nó là Portal Đường Ta Quay Về. Và Purple đi. À không, chơi màu xanh luôn đi. Ok. Giờ có thể đi thoải mái khám phá chỗ này trước. Và rất ngay một cái biome của bản mod Biome of Plenty á, cho nên không có thấy cái gì lạ hết trơn hết á. Nó lạ là ở chỗ mà ta cần phải đào xuống hay là đi tìm những cái chỗ mà có thể thấy được khoáng sản ở trên mặt đất á. Còn mấy cái này nhìn vô giống như có con mắt đang dòm mình vậy đó. Và Crimson Iron có vẻ như không có quá khó tìm. Và đào ra thôi. Và được nãy giờ là cũng mấy quặng rồi đó. 13 cái. Wow, tạo thành ra tới đây luôn nè. Ngon lành. Rồi có cục đá nhô lên. Và có Zombie Pigman. Chúng ta sẽ được nhìn ngắm Zombie Pigman. Sau này là không còn thấy Zombie Pigman nữa rồi. Rồi giờ không có fortune cho nên đập đại luôn nha. Wow. Giờ đặt một cục, hai cục. Và chỗ này thật là nguy hiểm. Con gát mà nó bắn là mình tử nạn luôn á. Rồi chỗ này đập ra một cái. Nghe tiếng của con kẹo ma vậy. Sao có tiếng kẹo ma ở quanh đây? Nghe nguy hiểm quá vậy. Ơi, chỗ này đào ra thiệt là chơi liều quá. Đúng là làm liều. Quá liều luôn. Rồi đường này là đi vòng lên để có thể đi vòng qua. Giờ ta kiếm Crimson Iron nhiều nhiều chút. Nhìn lên trời coi. Đó đó, có nữa kìa. Ở bên đó và có gì nữa đây? Đây là Lighted Slam Boron. Lấy. Đâu rồi? Nó có rớt xuống dưới hay không mới là điều mình quan tâm là chính. Nó rớt xuống dưới mất công lắm. Mình phải leo xuống dưới nữa. Cái này ta đập bằng cây rìu ha. Đây là miếng thịt. Nghe thật là khủng khiếp. Đó là miếng thịt. Rồi giờ phải đào ở trển mà thôi, cao quá. Wow. Ủa gì ghê vậy ta? Mở bản đồ lên cái coi. Hai tòa thành nằm gần bên nhau luôn. Quá dữ. Sao tôi hên dữ vậy? Và bên đây có một cái vùng gì nữa nè. Rồi giờ để đi coi. Ôi vậy vậy vậy. Chưa gì tấn công rồi. Sao nó hay quá vậy? Nó có thể nhìn thấy mình từ rất xa. Bái phục mấy anh luôn á. Thiệt tình. Nó thấy mình rồi nhưng mà mình không thể nào tới được đó. Rồi để mình đi vòng lại một cái. Và ta sẽ cần phải nhảy xuống tòa thành bên dưới. Ở trên kia còn nữa. Và ở đây còn nữa nè. Crimson Iron. Gì đó gì đó. Rồi khoan, đừng có đào kiểu tự sát như vậy chứ, nguy hiểm quá. Crimson Iron bạn vẫn có thể lấy làm được những món vũ khí của Silent Gear. Chúng ta coi này nha, Crimson Iron đây. Thì bạn có thể lấy làm được vũ khí hết. Nhưng mà tốt nhất là nên nâng cấp lên nếu đã lỡ qua đây rồi. Rồi bây giờ nhảy xuống đó có chết hay là không? Đã cao quá à. Có con quỷ lửa kìa. Giờ mình nhảy xuống đầu con quỷ lửa hay hơn á. Chỗ này mình thấy cao quá. Phải kiếm chỗ nào thấp hơn xíu ta nhảy xuống. Qua đây hả? Qua đây. Có kẹo ma. Và có chỗ của quỷ lửa ngon lành luôn nè. Nhảy đại nha. Hí, bịch. Gần hết máu. Nhớ nhảy qua nha. Và ơi nó bay cao rồi. Chạy. Chạy né lửa của nó thôi. Rồi, một chém, hai chém, ba chém, bốn chém. Cái này có trừng phạt đúng không? Có trừng phạt thì cũng không ảnh hưởng quỷ lửa đâu. Nhưng mà có trừng phạt là vui rồi. Có được một cây. Cái này có thể lấy về làm cái cán được nè. Cán của món đồ. Rất đã luôn á. Rồi giờ lên đây thôi. Hello, có ai không? Trước tiên là phải khóa cửa lại trước. Đóng cửa. Wither Skeleton sẽ không thể nào chạy qua được ha. Rồi ở đây cũng cần phải có chỗ bảo vệ mình. Hơi xa quá đúng không?
nhưng mà mình không có để cho cái play spawner đó kích hoạt lên, tại vì khi mình tới gần nó mới kích hoạt là tốt. Để mình chạy vô cái. Thế thì tôi đây nè. Rồi lửa đâu vậy? Còn nữa hả? Còn nữa là 20 mấy giọt, 20 giọt chứ. 20 mấy giọt hơi quá rồi. Thôi rồi. Bye bye em luôn. Ê, một con ở sau lưng. Ê, đừng nói chúng ta bỏ mạng lên tới đây. Không. Rồi. Không, con play nó ăn thịt mình rồi. Thiệt tình, nó ăn thịt tôi rồi. Giờ cần phải quay lại bển. Hết kinh nghiệm rồi. Sao đi đây? Chết tôi. Ha ha. Làm liều hả cưng? Làm liều nè, bây giờ không có đủ kinh nghiệm thì làm sao dịch chuyển? Tại vì xa quá. Ôi, cái gì vậy? Nghe tiếng ai bắn cung. Có con xương đâu đó nó bắn cung lên. Rồi bây giờ cần phải kiếm thêm 2 kinh nghiệm, 2 cấp độ chứ, không phải 2 kinh nghiệm đâu. Bằng cách nấu đồ lên thôi chứ sao nữa giờ. Rồi sắt đâu? Chúng ta sẽ phải nấu sắt lên thêm. Đi khám phá địa ngục và cái chết đầu tiên đã xảy ra. Bây giờ cần phải quay lại đó, nhanh lên. Giờ đã có được 2 cấp độ rồi. Quay lại. Và đường đi đâu? Ngay tại đây. Chạy lên trển. Ta phải qua địa ngục. Sắp tới rồi. Hên là chỗ đó nó nằm gần luôn. Mình không cần phải đi quá xa để lấy lại được đồ. À, chỗ ta tử nạn có cái đầu kìa. À, gì quỷ lửa đóng đô ghê vậy? À, sao căng thẳng quá vậy? Căng thẳng quá quỷ lửa ơi. Thôi để em chạy một cái mấy anh đại ơi. Giờ phải gọi là mấy anh đại. Tại mấy ảnh căng quá. Hết chưa. Rồi có gas nghe chưa? Bây giờ tôi không có áo giáp gì trơn hết á. Bây giờ muốn nó đi spawn đi mất thì cần phải chạy đi. Rồi bây giờ làm đại, chơi đại thì mới có thể lấy được đồ. Ôi chàng ơi. Bây giờ phải parkour qua bển nữa. Tới không? Fail một cái là thôi luôn á. Và đã qua được rồi. Rồi nó còn đang bung lửa bung gì lên tùm lum hết kìa. Rồi lỡ hết chưa mấy đứa? Rồi vô. Last death. Rồi. Đâu rồi? Ây da. Rồi thôi lại chết nữa rồi. Tôi biết mà. Sao không ổn chút nào hết trơn vậy? Ây, Wither Skeleton nữa. Rồi nó đóng đô ở trỏng luôn. Thiệt tình luôn á. À, nó đóng đồ ở trỏng luôn rồi. Bây giờ làm sao lấy lại được đồ đây? Giờ để mình coi mình chạy vô lấy lại được đồ hay không cái đã. Thiệt tình luôn. Đây là lần thử thứ tư để quay lại lấy đồ ở trong cái khu này. Và nó thật là thị phi quá đi. À, đồ tôi đâu? Trả lại đây. Còn nữa. Rồi lấy lại được rồi, lấy lại được rồi. Chạy thôi, chạy. Lại kiểm tra đồ cái. Đúng tất cả những gì mình đang có chưa? Muốn khóc luôn rồi đó. Nãy giờ chạy ra chạy vô bị đánh sùm hết trơn à. Khổ thân em. Tấm thân bé nhỏ. Và bị gì nữa đây? Quỷ là skeleton hả? Tôi nghe tiếng ở đâu đó rồi, xuất hiện đi. Giờ quỷ lửa nó bay lên nữa rồi kìa. Quỷ lửa nó bay lên. Bay hả cưng? Bay nè, bay. Ây da. Ui, chạy vô. Ăn đồ ăn cái. Hồi máu. Này phải có làm cái khiên nữa. À, không có làm cái khiên cho nên thôi đi. Để bữa nào rảnh chạy ra ngược lại. Giờ có một cây này rồi. À, một cây đó. 1, 2, 3, 4. Rồi, 9. Hạ được một em nữa rồi. Rồi nhưng mà phải chạy đi thôi. Chẳng thà nó chết ngoài đây. Hay quá, không sao hết. Ta đã vượt qua được. Rồi, vượt qua được rồi, đi ra. Để mình đi ra một cái, đập cục này. Nãy tự bóp ghê quá. Hello. Ê, đây nè. Tôi đây nè, vô đây nè. Đó, đúng rồi. Sao thêm con zombie Pigman vậy? Làm khó nhau hả? Giờ chém mà nó lan ra một cái thôi là thôi luôn á. Đó, zombie Pigman. Chơi không? Chơi thử phát nha. Một nhát.
hai nhát. Chúng ta có trừng phạt á. Đánh mấy con Wither Skeleton là ngon lành. Và được gì đây? Chỉ được có kinh nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm an ủi. Rồi như các bạn thấy thì vô chổng ghê chưa? Giờ cần phải đi xuống bên dưới. Chúng ta vô trong tòa thành coi thử có gì trong này. Và những con đường này dẫn đi đâu? Và nó dẫn đi qua một phía nữa. Wow, tòa thành mình thấy hơi bị nhiều quá nha. Ở chỗ này lên một chỗ rất là bự. Vậy nãy có đường đi bên đây sao không đi ta? Đi đây nó dễ hơn rất nhiều luôn á. Nãy phan như trong kia nguy hiểm ghê. Rồi vậy gì giờ nhảy qua đây đi. Mày có hai ô rồi, nhảy không qua nữa thôi luôn á. Vô đây khám phá và đi tìm những cái thùng này nọ. Nghe tiếng Wither Skeleton. Rồi bây giờ cần phải chặn trước. Nó cao 2 ô rưỡi. Mình cao có 2 ô à. Cho nên không thể nào mà nó chạy qua được hết á. Rồi chỗ này là một cái bẫy. Và ta kiểm tra vòng vòng xung quanh. Đây rồi, chỗ trồng Netherwood. Đây là nấm địa ngục. Có một cái thùng. Ngon lành. Có chỗ trồng nấm luôn nè. Cái gì đó, gì đó. Trên làm ghê vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi lấy nấm cái. Mọi người hãy bình tĩnh. Chỉ là một người bình thường vô kiếm nấm thôi. Rồi đặt để cái này lên. Và thôi xuống dưới này coi thử cái đi nha. Hello. Hai thùng luôn. Ba thùng luôn. Bốn thùng luôn. Bốn thùng luôn. Ghê thiệt. Thấy được bốn cái thùng luôn. Và hết rồi. Theo bản đồ thì hết rồi. Và được gì đây? Light blue. Hay quá. Thuốc nhuộm á. Chúng ta để cái kiếm lên. Để món này lên. Vậy là phải bỏ vô cái đe rồi. Lúc đó có thể đổi màu của kiếm khi cường hóa lên. Thay vì bạn chỉ có một cái màu tím tím gì đó thôi. Nhìn nó bình thường lắm. Giờ có thể thay đổi. Và có Crimson Iron. Hay quá. Giữ. Crimson Iron đã có một cục. Và có gì trong này nữa? Kiếm bằng vàng. Yellow Rune. Netherwood hả? Netherwood luôn. Cây đó nãy chưa thấy trên đây. Và Black Rune. Giờ hết chỗ chứa đồ rồi. Sao giờ? Không thể nào gom đồ về được. Giờ nên lấy cái này thôi. Hay kiếm vàng này về nấu lên được không? Sao tệ dữ vậy? Nấu lên được như đó. Thôi bỏ kiếm vàng lại đi. Mấy cái rune này cầm về cho vui thôi. Chúng ta sẽ cần phải coi những thứ gì không cần thiết thì sẽ bỏ lại. Giờ cầm đi hết cũng đâu giúp ích được gì đâu. Và trên này sao kêu réo sầm vậy? Vậy ai da, dính của tôi rồi. Dính một chiêu đau lắm biết không? Hả con kia? Dẫn mặt nè. À, đã hạ gục nó và con gáp kia. Xém nữa là bị nó phát giác rồi. Hết nha cưng. Rồi Netherwood là cái cây trên kia nữa kìa. Rồi qua đây. Kiểm tra coi có gì lạ nữa không? À, thêm một cục này nữa. Cũng được. Chúng ta lấy mang về luôn đi. Đập ra. Cục này nãy còn thấy ở ngoài kia. Thì có gì mình sẽ quay lại lấy sau. Mọi người cứ bình tĩnh. Và ta nhảy xuống đây một cái. Ui da. Nhảy xuống đây để mình đi ngược lại thôi. Và bên này có gì không nào? Đường này là đường ra. Có đặt sẵn đường về rồi cho nên biết được nhìn về phía đó là đi về thôi. Ở đây đi đường vòng. Wow. Ây da. Nó bắn xa dữ vậy. Ôi. Đang đứng trong này mà nó còn bắn tới nữa. Mấy con này căng quá. Để đi khám phá thêm chút ở trong đây. À, có thùng hay không? Không có thùng. Vừa mới nói. Sau lưng có cái thùng nè. Rồi thùng có gì đây? Kim cương. Ngon lành. Và được một cục kim cương mang về. Giờ mấy cái màu này tạm thời để đây đi. Màu này chúng ta chưa có xài tới đâu. Có được cục kim cương là vui nữa rồi. Rồi vậy là có thể đi về được rồi đó. Chúng ta sẽ quay lại đây sau. Thế nào cũng phải quay lại à. Đồ trong này rất là thú vị luôn á. Mà giờ còn một vấn đề nữa là phải đi tìm con mắt ma cấp. Và con kẹo ma mới nói xuất hiện liền đấy không. Ê. Ui. Ghê vậy. Con này đánh ghê lắm nha. Mất máu dữ lắm á. Mọi người nhớ cẩn thận khi mà chơi với kẹo ma. Nó nhảy ghê lắm. Ui da. Chém nó. Chém. Rớt ra mấy cục kẹo ma coi. Đúng rồi, kẹo ma kìa. Chúng ta có thêm mấy cục rồi đó.
rớt ra con ơi, rớt ra, mau chóng rớt ra đi. Và đây rồi, kẹo ma hả, lấy về, ăn kẹo ma, và được, à, đâu rồi, ổ mới lụm, được có một cục à, thật hay giỡn, điều này là sự thật, chỉ có được một cục thôi, thiệt là bó tay quá đi. Giờ mình sẽ cần mấy cục kẹo ma đó, giờ ta có thể coi, ở trong đây có công thức của kẹo ma, và làm được Crimson Steel là bắt buộc phải tìm thêm kẹo ma. Giờ phải tìm một đống mấy con mắt mắt khớp đó luôn á. Rồi đi vòng vòng nhìn thử coi. Và bên kia tòa thành vẫn còn nữa, thì trong đó chắc chắn là sẽ còn đồ nhiều hơn nữa. Rồi để mình đi quay về một cái. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay, mình đã có cái chết đầu tiên sau khi đi qua địa ngục để kiếm thêm những tài nguyên mới. Và trong thời gian giữa hai tập, mình sẽ đi đào thêm ở địa ngục cũng như là ở thế giới này. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây và gặp các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!